Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề gọi là gọi tạm thời là một cái chủ đề thiên về 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 kỹ thuật, vì nó đặc biệt. Chúng tôi cũng dành riêng cái buổi hôm nay để nói về cái kỹ thuật này. Hôm nay chúng ta chắc là không không kịp để chúng ta làm một cái phần mềm cụ thể, sản phẩm cụ thể, mà chỉ có kỹ thuật thôi. Tức là hôm nay tôi trình bày với các bạn về cái kỹ thuật, nó gọi là kỹ thuật clone. Clone tức là cái luật kỹ thuật mà cho phép chúng ta là từ một nhân vật chính như này này, chúng ta tạo ra các nhân vật khác sống hệt nhân vật này. Thì nôm na đây là một kỹ thuật rất là hay của Scratch. Nó cho phép chúng ta là giảm bớt cái không cần phải tạo nhiều cái nhân vật. Đấy. Đáng nghĩa ví dụ chúng ta lấy ví dụ như chúng ta làm một cái có cần chúng ta cần cái một cái chương trình kịch bản cần cần có là con mèo, con chó, con thỏ chẳng hạn, ba con hay là bốn con hay là 10 con, thì bình thường chúng ta phải tạo ra là 10 nhân vật, 10 con vật đó. Được chưa nào? Thì dùng kỹ thuật clone ấy, kỹ thuật gọi là làm là, kỹ thuật là phát sinh ra con vật giống như vậy, thì chúng ta chỉ cần một nhân vật thôi và chúng ta nó tự động nó nhân ra thành ra 10 con vật khác. Đấy, thì ý nghĩa của nó là như vậy. Chúng ta cần thử này, trẻ con nó rất thích cái phim cái chuyện là Tôn Ngộ Không chẳng hạn. Tôn Ngộ Không có cái tính năng là tự phép biến hóa từ một Tôn Ngộ Không, có thể tạo ra được hàng trăm Tôn Ngộ Không khác. Thì cái này như vậy, cái chức năng clone là rất hay như vậy. Thì đây là một kỹ thuật rất là hay của cái lập trình Scratch mà rất là khó. Thì thông thường những cái chương trình làm mà có cái chủ đề khó, có cái kịch bản khó, thì hầu hết là phải dùng cái clone hết. Chỉ nếu chúng ta mà không dùng clone ấy thì chúng ta sẽ rất là vất vả tạo ra các nhân vật rất là phức tạp, rất là dài dòng, rất là khó. Ví dụ chúng ta cần làm một cái chương trình để học sinh tự nhận biết các loài loài cây chẳng hạn, chúng ta sẽ dùng được 100 cái cây, mà mình chúng ta phải tạo ra 100 cái hình cây, 100 nhân vật cây thì rất là phức tạp. Đấy, thì nhưng mà nếu chúng ta biết cái clone, chúng ta chỉ cần một nhân vật thôi là chúng ta có thể tạo ra được 100 cái cây đó. Thì cái này là cái mà nhiều học sinh, là nhiều các bạn nhỏ cũng 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 chưa biết kỹ thuật này, vì kỹ thuật này theo tôi là khó đấy, mà nó vượt quá nhiều cái tư duy của học sinh tiểu học. Sinh tiểu học sẽ không, hầu như rất là khó nắm bắt được kỹ thuật này. Thì tôi cứ trình bày các bạn nhé. Thì như vậy đây chúng ta có con mèo đúng không? Đây con mèo đây. Thì chúng ta luôn chỉ nhìn thấy một con mèo thôi. Thế bây giờ có cách nào mà chúng ta từ một con mèo này tạo ra là hai ba con mèo khác được không? Giống hệt như vậy. Có. Thì đó chính là kỹ thuật, nó gọi là kỹ thuật là nó lại là tiếng Việt tôi không hiểu là cái gì. Nó là kỹ thuật mà dùng từ một nhân vật nhé, nó sẽ sinh ra các cái bản sao của mình và nó giống hệt như vậy, và chúng ta có thể điều khiển từng nhân vật một, từng cái bản sao đó. Tôi lấy ví dụ nhé. Thì tất cả nó nằm ở trong cái con mèo nhé, chúng ta vào trong cái control, cái nhóm lệnh control, thì nó có một cái tính năng là chính tính năng này. Đây là cái tính năng là tạo clone nhé, tạo clone. Tính năng này rất là hay. Thì tính năng này là gì? Nó sẽ tạo từ một nhân vật mẹ, nó tạo ra các nhân vật khác là bản sao của mình. Lấy ví dụ nhé, bây giờ chúng ta làm chương trình nhắn đây, bây giờ tôi vào một chương trình đây. Đấy. Bắt đầu chương trình nhé. Tôi sẽ tạo ra bốn nhân vật khác. Đây, tôi làm như này, tôi dùng cái lệnh là repeat, từ đây là 4 lần và đưa lệnh vào đây. Như vậy nó sẽ tạo ra là 4 lần cái lệnh là lệnh đây, lệnh tạo clone đây. Lệnh này sẽ tạo ra một clone khác giống con này nhé, tôi đưa vào đây. Và đây là cái chương trình ngắn là nó sẽ tạo ra là bốn cái clone của nhân vật mèo. Khi tạo ra một bản sao của mình ấy, thì cái bản sao nó giống như cái con vật mẹ, giống hệt luôn. Bây giờ tôi chạy thử các bạn xem nhé. Đây chạy thử đây. Bố mình chạy thử nhé. Xong. Nhưng mà tôi vừa mới chạy xong rồi. Các bạn thấy không? Các bạn thấy là trên màn hình hiện nay đã có 5 con rồi đấy. Một con vật mẹ và bốn nhân vật con rồi đấy. Bốn bản sao. Nhưng mà vì khi nó tạo ra bản sao là nó giống hệt cái con mẹ đứng nằm ở vị trí của con mẹ, nên mà là nó giống, nó đè lên nhau, chúng ta không phân biệt được. Bây giờ tôi thử các bạn xem nhé. Bây giờ tôi sẽ dùng chuột tôi kéo ra này. Đấy, một con này, hai con này, ba con này, bốn con này, thấy chưa nào?
Như vậy là từ nhân vật mẹ chúng ta tạo ra bốn clone, bốn bản sao, và trên màn hình các bạn đã nhìn thấy có năm con chưa nào? Đấy, năm con này là giống hệt nhau như là anh em sinh đôi vậy, giống hệt nhau từ màu sắc, từ kích thước, tất cả đều giống nhau cả, được chưa? Đó thì đây là bạn thấy không, như vậy là từ một nhân vật gốc nhé, chúng ta dùng lệnh là tạo clone, tạo bản sao, nó sẽ tạo ra. Đấy, thì cái này rất là hay, thì nó luôn ở trong Scratch, vì nó họ họ không muốn là cho các em, không muốn cho mọi người là tạo quá nhiều, chỗ hiện nay là họ đang hạn chế làm chỉ được phép tạo ra 300 clone thôi. Như vậy là một nhân vật trong ở trong Scratch được phép, chúng ta được phép lập trình mà tạo ra 300 clone khác, được chưa? Đó, giống hệt nhau. Thế nên câu hỏi đặt ra là những con vật này thì có con vật nào là mẹ, con nào thì là nhân vật con, rất là khó luôn, chúng ta không thể, rất là khó biết. Rất là khó biết làm sao mà đâu là mẹ, đâu là nhân vật gốc, đâu là nhân vật là bản sao. Rồi, chúng ta sẽ dần cho sẽ học nhé. Bây giờ như sau này. Thì như vậy là cái lệnh này là cái lệnh mà dùng để tạo ra một cái clone cho chính mình nhé. Nhưng cạnh đó còn một lệnh khác rất hay nữa, đây lệnh này. Đây là cái lệnh như sau. Bạn thấy lệnh rất lạ không? Lệnh đây là lệnh mà nằm ở trong nhóm nhóm control, nhóm điều khiển, nhưng mà nó có cái hình trong con công như này, là nó là một sự kiện. Đáng lẽ lệnh này phải nằm trong cái nhóm là event thì mới đúng hơn là trong sự kiện, nhưng mà nó đặt ngay đây để cho chúng ta thuận tiện chúng ta theo dõi. Đó thì đây là lệnh như sau, đây là cái lệnh như sau, là nó dùng cho điều khiển các con clone khi mới sinh ra. Thì lệnh này có nghĩa là gì? When I start as a clone, tức là khi mà một clone được tạo ra bằng lệnh này này, lệnh này nhé, thì con clone đó nó lập tức là nó chạy cái chương trình này. Chương trình này sẽ chạy là sẽ điều khiển đồng thời tất cả các clone. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi làm được cho bạn thử thử nhé. Đây như này. Bây giờ như sau này. Nhân vật mẹ là cái lệnh này là điều khiển nhân vật mẹ này. Nhân vật mẹ nó sẽ tạo ra là bốn clone này. Chúng ta thấy rõ không nhé? Rồi, và mỗi clone sẽ sử dụng trình này để chúng ta để nó điều khiển. Bây giờ chúng ta thử nhé. Chúng ta làm trình như sau này. Mỗi một clone khi tạo ra nó sẽ di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình. Đó. Sau đó chúng ta sẽ biết ngay là nhân vật mẹ, nhân vật đứng im trên màn hình, nhân vật clone là nhân vật di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình. Thì như vậy nó thật phân biệt ra rõ ngay đâu là nhân vật gốc, nhân vật mẹ, đâu là nhân vật là bản sao. Cho làm thử nhé. Đây. Đây là cái lệnh mà điều khiển con clone đây. Chỉ một chương trình nhé, chỉ một chương trình thôi mà điều khiển clone nhé. Chúng ta thử này. Khi mà clone mà di chuyển này tạo ra này, thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ cho là lệnh một là chúng ta cho nó là di chuyển một đường ngẫu nhiên nhá. Đây, chúng ta thử nhé. Đây. Đây này. Chúng ta dùng cái lệnh là đâu rồi? Lệnh go to đến một cái vị trí ngẫu nhiên. Đó, như vậy là nó khác với một con mẹ, nhưng con vật mẹ là con vật gốc này đứng im một chỗ nằm ở đây nhé. Và các con vật mà cô sẽ di chuyển vị trí ngẫu nhiên. Sau đó chúng ta cho con vật con này cũng point in direction, tức là hướng về một hướng là ngẫu nhiên. Chúng ta cho lệnh này, chọn một cái hướng ngẫu nhiên từ 1 đến đến 360 đi. Đó, 360, như vậy là một cái cho hướng về một hướng ngẫu nhiên nhé. Sau đó chúng ta cho nó chạy di chuyển chậm trên màn hình, và di chuyển mãi mãi, di chuyển chậm và góc cạnh thì quay lại. Chúng ta dùng, em cho biết rồi, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là forever. Đấy. Và cho con vật này di chuyển một cách là chậm chậm. Chúng ta dùng cái bước đây là 5 bước nhé, 5 bước di chuyển chậm này. Mà góc cạnh thì quay lại. Đây, góc cạnh thì quay lại. Được chưa? Đó. Thì đây là cái đoạn chương trình mà điều khiển các clone. Khi mỗi một clone được tạo ra thì nó được chạy theo lệnh này. Ta chú ý nhé, đây là cái lệnh mà chỉ điều khiển các clone thôi, không điều khiển nhân vật mẹ. Còn đây này, đầu tiên đây chính là lệnh điều khiển nhân vật mẹ đây.
Chúng ta còn xem lại nhé. Như vậy nhân vật mẹ, khi mà chúng ta bắt đầu chương trình này, nhân vật mẹ sẽ tạo ra là bốn clone, và đứng yên một chỗ không thay đổi. Mỗi clone mà khi tạo ra sẽ chạy theo lệnh này. Lệnh này là lệnh mà điều khiển các clone đây, là cùng một chương trình này điều khiển tất cả các clone nhé. Thì nó di chuyển về vị trí ngẫu nhiên này, xoay về hướng ngẫu nhiên này và di chuyển về phía trước liên tục là 5 bước, góc cạnh thì quay lại. Chúng ta thử nhé. Chúng ta thử đây nó đang chạy này, chúng ta tắt đi này. Khi chúng ta tắt đi nhé, tắt đi thì lập tức là tất cả nhân vật là các con lôn là mất hết, còn lại đây chơi chính nhân mẹ này, đây là nhân gốc của này nhé. Đó thì như vậy thêm một chú ý nhé, là các cái con bản sao đó khi mà hết chương trình thì lập tức là biến mất luôn. Như vậy các clone nó chỉ tồn tại khi chúng ta đang chạy chương trình thôi, còn đã chạy xong chương trình thì tất cả các clone sẽ lập tức là biến mất. Tôi chạy thử cho bạn xem nhé. Khi chạy này thì nhân vật mẹ này, đây là mẹ này, nó tạo ra là bốn clone, và nó sẽ em và nó các clone khác di chuyển theo theo lệnh này. Chúng ta bấm thử chạy nhé. Đây, bạn thấy không nào? Như vậy là con vật mẹ là con đứng yên một chỗ đấy, còn các con di chuyển kia chính là con clone, thấy không nào? Như vậy là bốn con clone nó được di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình và góc cạnh thì quay lại đó. Và chúng ta thấy là nó thì chúng ta phân biệt, nếu mà không điều khiển như vậy thì chúng ta sẽ không thể phân biệt được đâu là nhân vật gốc, đâu là nhân vật clone, được chưa? Đó. Thế nhưng mà này, bây giờ cái chương trình này tôi sẽ ghi lại chúng ta nhớ nhé. Đây là cái chương trình đầu tiên để chúng ta làm việc với clone nhé. Đây, một là cái chương trình đầu tiên nhé, chương trình đầu tiên tạo 4 clone nhé. Ở đây là chương trình này có thấy nó vẫn đơn giản đúng không nào, chứ không gì phức tạp đâu. Bây giờ dần tôi sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ làm cho nó khó lên một tí nhé. Rồi thế bây giờ như thế này nhé. Bây giờ mà thầy muốn, tôi muốn như là nhân vật mẹ là cho nó to lên một tí, càng càng và các nhân vật clone nó bé đi một tí thì làm như thế nào để cho phân biệt được đâu là con to, đâu là con mẹ, đâu là con. Làm như sau, rất đơn giản như sau nhé. Thì đây này, đây là chương trình cho nhân mẹ. Chúng ta cho to lên một tí, chúng ta vào cái lệnh là lux và chúng ta là dùng cái lệnh là gì đây, set size. Chúng ta set size cho nhân vật mẹ là bao nhiêu, là 120 nhá. Đó, lấy mẹ cái điện thoại cái thì mẹ chụp lại cái này nhanh. Được rồi, đây nhá, chúng ta để ở đây này. Thì đây là cái chương trình mà điều khiển nhân vật mẹ mà. Thì bắt đầu nhân vật mẹ sẽ làm sao, sẽ là to lên một tí này, thấy chưa nào? Đó, và nó sẽ sinh ra là bốn nhân vật con, bốn nhân vật là clone. Thì khi mà để như này thì các nhân vật clone ấy, khi mà tạo ra nó cũng to bằng nhân vật mẹ luôn. Chúng ta chú ý nhé, nhân vật clone khi tạo ra là nó giống hệt nhân vật gốc, giống hệt gốc cả về kích thước, cả về vị trí, cả về đặc điểm, giống hệt không thay đổi gì cả. Bây giờ tôi muốn là mỗi nhân vật bản sao đó mà khi sinh ra nó phải bé đi một tí, làm như nào? Tôi làm như sau. Tức là cái lệnh này này, tức là cái lệnh là set 100 này, tôi để cho nó, tôi để là nhỏ hơn một tí, như là 80 chẳng hạn, và tôi để luôn vào đây. Đó. Thì ở đây cái lệnh này là lệnh mà điều khiển các nhân vật con mà, nhân vật là clone mà. Thì lệnh này chỉ tác dụng với clone thôi, và với clone như vậy thì nó nhỏ lại là 88%. Như vậy là trình này khi chạy đã thấy ngay là nhân vật mẹ là rất to, 120%, còn nhân vật bản sao sẽ bé đi và chỉ nhỏ lại 80% của nhân vật ban đầu thôi. Nhân vật mẹ thì to ra, sẽ thử gọn xem nhé. Đây thì chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được đâu là nhân vật gốc, đâu là nhân vật mẹ, đâu là nhân vật clone. Bấm vào đây thử nhé. Đấy, thấy không nào? Thì bây giờ nhân vật clone là nó nhỏ đi một tí rồi đấy, nó nhỏ lại là 80% thôi, còn nhân vật mẹ lại to tướng lên 120%. Thế không nào? Và đây là minh trình chúng ta dùng để ít ra để phân biệt được đâu là nhân vật mẹ, đâu là nhân vật con nhé. Đây, thì bây giờ tôi sẽ lại ghi lại bài này là bài số 2 nhé, để chúng ta phân biệt bài số 2 này.
Bài số 2 là cũng bài đó nhé, là chương trình tiếp theo. Tiếp theo là như sau, là nhân vật gốc bé đi. Đấy, giờ chúng ta phân biệt được thôi nhé. Có những trường hợp chúng ta muốn là nhân vật gốc là ẩn đi cơ thì làm thế nào? Được, chúng ta nhân vật mẹ ẩn đi nhé, chỉ hiện nhân vật con thôi, làm như nào? Tôi làm như sau. Đây, bây giờ tôi sẽ bỏ lệnh này đi, không còn lệnh này nữa nhé, không cần nữa này. Lần này cũng bỏ đi, không cần về. Và như sau, đây là nhân vật mẹ này, tôi cho ẩn đi. Nhưng mà nhân vật mẹ mà khi mà khi bắt đầu chương trình chính nhé, thì nhân vật mẹ là ẩn đi. Nhân vật mẹ là tạo ra bốn nhân vật con, vẫn tạo ra như bình thường nhé. Nhưng mà nhân vật con cũng ẩn đi mất, vì là mẹ ẩn, con cũng ẩn. Bây giờ muốn cho cái nhân vật mà clone này hiện làm như nào? Chúng ta cho cái show này vào đây. Vào đây. Đó. Thì nhân vật clone khi tạo ra chạy trình này nó sẽ show lên như vậy, là chỉ hiện ra là các nhân vật clone thôi. Nhân vật mẹ là ẩn đi. Chạy thử cho bạn xem nhé. Chương trình thứ ba là như sau, là nhân vật mẹ ẩn đi, hiện ra bốn nhân vật con, bốn nhân vật là clone và bốn nhân vật clone đó là chạy di chuyển trên bình thường và hiện trên màn hình. Trên màn hình chỉ có bốn nhân vật thôi. Chạy thử cho bạn xem nhé. Đây. Chạy thử này. Đó. Thì đây chính là bốn nhân vật. Hơi to quá, tôi đã để lại như sau, tôi để lại chế độ như này. Đặt vẫn là đặt chế độ là 100%. Đấy, thì nó chính xác hơn. Đấy. Thì đây là bốn nhân vật, là cả bốn nhân vật này đều là clone cả. Nhân vật gốc là ẩn đi rồi. Trong rất nhiều trường hợp khi mà chúng ta làm việc với clone ấy, thì nhân vật gốc cần phải ẩn đi, vì chúng ta rất là khó điều khiển đồng thời vừa nhân vật gốc vừa nhân vật clone. Đa số các trường hợp mà các bạn dùng clone ấy, thì các bạn sẽ phải ẩn nhân vật gốc đi, chỉ hiện nhân vật clone thôi. Đấy. Như vậy là chúng ta, đây là bài số 3 nhé. Chúng ta làm một cái bài rất là đơn giản. 3 là chỉ hiện các clone nhé, các bản sao thôi, các clone. Còn nhân vật mẹ là ta ẩn đi. Đấy. Được chưa nào? Vậy tới đây chúng ta vẫn thấy chưa có gì đúng không? Bây giờ thầy sẽ cùng chúng ta sẽ cùng nhau làm thêm một cái lệnh nữa cho nó hay nhé. Bây giờ tôi muốn khi tôi nháy vào một con nhân vật ấy, thì nó kêu meo meo, có được không? Hoàn toàn được. Tất cả các nhân vật mẹ cũng như là nhân vật clone đều bắt cái lệnh sự kiện là người dùng nhấn chuột vào. Lệnh này đây, chúng ta dùng lệnh này là khi mà chúng ta nháy chuột vào, thì đây là lệnh là when this sprite click. Thì lệnh này áp dụng cho cả nhân vật mẹ, cho cả nhân vật clone hết nữa, được chưa? Khi tôi nhấn chuột vào thì con mèo sẽ kêu meo meo. Làm như sau, tôi sẽ vào cái sound và đặt cái lệnh là start sound meo. Đây, thì đây là cái lệnh mà nó sẽ điều khiển lệnh này, này là lệnh bắt cái sự kiện là khi người dùng nháy chuột lên một con nhân vật thì nó kêu meo meo. Thì lệnh này áp dụng cho cả clone và cả nhân vật gốc. Chạy thử nhá, đây chạy thử bạn xem này. Đấy. Đấy, được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta ghi lại bài này thành cái bài số 4 nhé. Số 4, nhưng mà chúng ta chỉ một con mèo và một con bạc thôi, chúng ta tạo ra cái gì khác nhau. Thì các bạn hình dung được cách chúng ta điều khiển các cái nhân vật là clone nhé. Vật 4 là nháy lên clone thì kêu meo meo. Meo meo. Được chưa? Rồi, thì tới đây bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bài tập, một chương trình rất đơn giản, tôi áp dụng chương trình này. Nhưng mà nó là một chương trình rất là hay, một chương trình mà đúng là dùng để học tập thật, nó là một chương trình mô phỏng mà học tập thực sự. Như sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ new một chương trình mới, và chương trình này sẽ là một chương trình rất đơn giản, các bạn đã biết cả rồi, nhưng mà tôi làm lại một lần nữa. Ở đây là chương trình mà hỗ trợ cái việc chúng ta học nháy chuột cho trẻ em, là học nháy chuột trên màn hình. Như sau nhé, chúng ta sẽ không dùng con mèo mà chúng ta sẽ sử dụng cái hình của bóng cho nó dễ hiểu. Đây, của bóng này, đây này, được chưa? Được rồi. Thế như sau nhé, bây giờ khi bắt đầu chương trình
Trên màn hình sẽ xuất hiện là 10 quả bóng. 10 quả bóng này sẽ di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình. Và nhiệm vụ của học người chơi là nháy chuột lên quả bóng. Nháy lên thì nó sẽ kêu pop một cái và nó sẽ biến mất. Và người dùng khi nháy xong được, khi mà nháy phá, nháy mà xong được 10 quả thì là thắng, thì là thắng cuộc. Thế em nào mà chơi càng nhanh thì là càng 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 chơi giỏi, chúng ta càng được tập chuột giỏi. Đây là một cái chương trình trò chơi ngắn thôi, học tập, nhưng mà giúp cho học sinh các em lớp lớp 1, lớp 2 là tập chuột đấy, rất là tốt, tập nháy chuột, được chưa? Rồi. Đây là chương trình làm một cái chuyện ứng dụng đầu tiên. Thì đáng lẽ chúng ta phải tạo ra là 10 hình quả bóng. Tức là 10 nhân vật quả bóng, nhưng mà chúng ta không làm như vậy, chúng ta dùng một quả bóng thôi và chúng ta dùng clone. Đó, nhé. Thì chương trình như sau. Chương trình khi bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ dùng quả bóng này, chúng ta tạo ra 10 clone, 10 cái bản sao của nhân vật gốc, nhân vật mẹ chúng ta ẩn đi. Sau đó chúng ta sẽ gì? Sau đó chúng ta sẽ cho các quả bóng này chạy di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình như vẫn chúng ta làm. Khi người dùng mà nháy chuột lên một quả bóng thì nó kêu pop và sau đó nó sẽ biến mất. Thì cái lệnh này, cái lệnh mà đây chúng ta vào control nhé, nó có 3 lệnh. Lệnh này là lệnh là tạo một clone, quan trọng. Lệnh này là lệnh là tạo ra cái chương trình khi clone bắt đầu sinh ra thì chạy. Và lệnh thứ ba là lệnh này là lệnh là xóa clone. Được chưa? Thì chúng ta dùng lệnh đó. Khi chúng ta nhấn chuột vào quả bóng thì nó sẽ xóa đi. Được rồi, bây giờ tôi làm thử cho các bạn xem nhé. Quy trình rất đơn giản thôi, dùng clone. Thì bạn thấy nó rất là hay. Và chúng ta không phải dùng đến 10 nhân vật nữa mà dùng một nhân vật thôi. Vẫn làm là vẫn được khiển trình là rất là hay. Bởi như sau nhé, đây, bây giờ tôi tập mời thử các bạn nhé. Đây. Đây là lệnh bắt đầu của chương trình đây. Nhé. Rồi. Thì đầu tiên là gì, tôi sẽ cho nhân vật gốc này sẽ di chuyển vào chính giữa màn hình, đặt chuyển về đây là 00 nhá. Đây là 0 00. Rồi, sau đó nhân vật mẹ này làm ẩn đi. Chúng ta ẩn đi, chúng ta không cần những, chỉ cần các nhân vật clone thôi. Chúng ta cho nó ẩn đi, 2. Được chưa? Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn cái chương trình chính nhé. Chúng ta sẽ, đây, chúng ta sẽ vào cái lệnh này, chúng ta repeat 10 lần, tạo ra 10 clone. Được chưa? Đây. Mà chúng ta chú ý là rất là hay này. Thì chúng ta chú ý là khi mà tạo clone ấy, thì nhân vật clone đó nó giống hệt nhân vật gốc. Giống hệt, nó kế thừa từ nhân vật mẹ, nó kế thừa vị trí này, kế thừa kích thước này, kế thừa cả gì, kế thừa cả trang phục nữa. Đấy. Bây giờ tôi muốn là các nhân vật clone này nó có hình ảnh khác nhau. Ta nhớ là cái quả bóng này nó có ba hình ảnh nhé, như này, 1, 2, 3, 4, 5, nó có 5 hình ảnh cơ. Ta muốn các clone nó có hình ảnh khác nhau, chúng ta sẽ dùng lệnh đó, được chưa? Rồi bây giờ như sau nhé, đây này. Chúng ta sinh ra thì đáng lẽ cho dùng lệnh này là sinh này, đây để như này nhé, thì sẽ sinh ra 10 clone của nhân vật mẹ, nhưng mà các clone này đều màu vàng cả. Như tôi muốn là cách mỗi nhân vật mẹ, mỗi nhân vật clone là có màu khác nhau, tôi làm như nào? Làm như này, đây tôi làm như sau. Tôi sẽ dùng lệnh là chuyển trang phục, đây, switch custom to, đây. Và tôi đặt chế độ đây là một số lần ngẫu nhiên từ 1 đến 5. Tôi dùng lệnh này kéo ra để nó sinh kia, nó sinh ra một cái trang phục là ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 5, vì chúng ta đang có 5 cái trang phục. Đó. Đây là lệnh là tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 5 và chúng ta đưa vào đây. Đó. Và bây giờ chúng ta đưa vào đây. Đấy. Thì ở lệnh này sẽ tạo ra là 10 cái clone của nhân vật bóng. Nhân vật bóng. Và gì, và chúng có các trang phục là ngẫu nhiên, không phải là một trang phục nữa mà là ngẫu nhiên rất đẹp, được chưa? Thì đây là cái đoạn chương trình mà dùng để sinh ra 10 clone. Rồi bây giờ tôi sẽ làm chương trình thứ hai
là điều khiển các lô này là chạy ngẫu nhiên trên màn hình. Đây, tôi vào lệnh này, tôi vào cái lệnh này. Đây chính là cái lệnh dùng để điều khiển. Lệnh này, lệnh như sau, lệnh này là sẽ lệnh này là cái lệnh mà dùng để điều khiển tất cả các clone khi chúng bắt đầu sinh ra. Nó chạy ở đây, được chưa? Rồi giờ chúng ta điều khiển như sau nhé. Như mẹ này là ẩn đi này. Thế nhưng mà này tôi mới hiện ra, tôi vào lệnh sau đây, tôi vào cái lệnh cho nó hiện ra. Đây, show nhé. Sau đó tôi sẽ cho cái nhân vật này là di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình. Tôi cho nó như sau, tôi vào motion và tôi cho nó dùng cái lệnh này là point in direction, cho nó ngẫu nhiên đi. Và lệnh này cho nó ngẫu nhiên từ 1 cho đến là 360 cho nó 10 con này là di chuyển theo cái hướng ngẫu nhiên. Đó, ở đây nhé, đây, được chưa? Rồi, và chúng ta cho nó vào một cái vòng lặp forever. Đấy. Nó sẽ di chuyển cái ngắn, di chuyển theo để cho nó 4 thôi nhé, hay là 3 cũng được. Di chuyển ngắn và góc cạnh thì đó. Thì trên mình cho thấy là có 10 nhân vật clone sẽ được di chuyển ngẫu nhiên. Tôi chạy thử bạn xem này, ra các hướng khác nhau. Nhân vật mẹ thì là ẩn đi rồi. Chạy thử nhé, đây này. Đấy. Nhưng mà chúng ta đã tạo ra được 10 con clone này, nó di chuyển ngẫu nhiên ở trên màn hình nhé. Đó, thấy không? Tất cả cái này là clone hết nhé, không phải là nhân vật gốc đâu. Làm là chỉ có một nhân vật quả bóng thôi. Nhưng mà tạo ra là 10 con, 10 hình giống hệt, nhưng mà có các cái màu sắc khác nhau. Bởi vì chúng ta đã thay đổi cái trang phục của nó trước khi chúng ta tạo ra. Chúng ta ở chỗ này này, này nhé. Đó. Rồi, thì bây giờ tôi lập trình này. Tôi sẽ khi người dùng mà nhánh chân lên quả bóng thì nó sẽ kêu pop và nó ẩn đi. Và khi mà chúng ta mà nháy xong cả 10 cuốn, nháy xong, hủy xong cả 10 cái clone này thì cho ta thắng. Nhá, thì chúng ta làm sau. Chúng ta sẽ điều khiển bằng thời gian đồng hồ. Đối với chúng ta làm thử nhé. Đây, bây giờ chúng ta dùng lệnh này. Khi người dùng mà nháy chuột lên quả bóng. Đấy, lên một quả bóng nhé. Thì lập tức chúng ta thì cho bóng nó kêu pop một cái. Chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta dùng lệnh này nó phải play cái pop này khi mà xong ẩn thì đang, tức là cho nó chạy xong cái âm thanh này, sau đó chúng ta mới xóa đi. Chúng ta vào cái lệnh control, chúng ta vào lệnh này, chúng ta xóa cái này đi, xóa cái đó, được chưa? Thì đây chính cái lệnh là khi chúng ta nháy chuột vào nó xóa đi, kêu pop nó xóa đi. Tôi thử nhé, này đấy, xóa chưa đấy. Đây là chương trình mà dùng để điều khiển tập chuột cho trẻ con đây. Đấy. Đây là hết nhé. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thêm một đoạn chương trình nữa này. Trình nữa nhé. Là chúng ta sẽ cho một cái đồng hồ để đếm, để kiểm tra xem là khi nào thì hết. Nha. Thì khi nào thì là xong, khi xong thì đồng hồ nó cũng vừa vặn là nó sẽ thông báo nhé. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ phải đếm cái số lượng còn lại của các cái quả bóng đấy nhé. Khi số lượng đó bằng 0 thì là thắng, được chưa? Chúng ta làm thêm cái đồng hồ nữa để đo thời gian, được chưa? Và khi mà thắng ấy, khi mà kết thúc ấy, thì chúng ta có thể cho một cái lệnh để cho thông báo là em thắng rồi, cho nó hay nhé, thành một chương trình hoàn chỉnh rồi. Chúng ta làm như sau. Bây chúng ta tạo ra một cái hai cái biến. Một cái biến có tên là thời gian, time nhé, thời gian, để biết là đặt ở đây nhé, ở chỗ này. Một biến thứ hai là quả bóng, chúng đặt tên là bóng nhé, đặt tên là ball, là bóng, bóng. Đấy. Ball sẽ để ở bên này nhé, thời gian để ở đây. Quả bóng này sẽ là, đây là cái số mà đếm là cái số còn lại của quả bóng. Tôi có thể là đặt cho nó ẩn đi, cho nó để như này, normal như này nhé. Last đấy, để ở đây nhé. Bên này là bóng này, bên này là thời gian này, tôi để cho nó to đấy, thời gian nhé. Như vậy là mon và thật và thai mà này. Được rồi, thì tôi làm như sau nhé. Nhà tôi có thể dùng như sau. Đây tôi có thể làm như này, tôi có thể dùng đây, dùng sân khấu để ra được cái để điều khiển, được chưa? Rồi, sân khấu nhé. Thì khi bắt đầu chương trình này thì chúng ta thiết lập là gì? Thiết lập là
bóng là có 10 quả bóng. Đã, đúng. Mà thời gian đặt thời gian là không. Không. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu là gì? Chúng ta sẽ bắt đầu điều khiển nhé, thời gian này. Như sau này. Đây. Chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ vào cái khi mà cho tạo xong là bắt đầu điều khiển luôn, chúng ta dùng lệnh sau đây, chúng ta vào lệnh lặp. Nhưng mà lặp không phải lặp vô tư mà lặp cho đến khi bóng bằng không mà dừng lại. Chúng ta dùng lệnh sau đây, chúng ta dùng lệnh là gì, là repeat until. Đó. Đây là lộ trình để mà ta đếm thời gian. Ra như sau. Tôi sẽ đếm thời gian sau. Tôi sẽ chờ 1 giây. Chờ 1 giây và sau mỗi giây tôi tăng cái thời gian lên một đơn vị, tôi trên cái thời gian cái time này lên một đơn vị. Đó. Thì đây chính là cái đoạn chương trình tôi đếm đo thời gian nhé, thì thời gian thêm bằng giây. Đó. Cứ mỗi giây thì tăng thời gian lên một đơn vị. Khi nào dừng lại, khi mà để điều kiện để dừng lại là khi bóng là về không. Tôi đưa về đây chỗ này Bác này thiếu này. đây nhá, Đấy, thiếu gì để tôi phải tắt là các bạn này. nhớ là tắt đây âm thanh đi nhá, không thì nó ảnh hưởng cả lớp nhá. Rồi đây nhá, khi mà tôi sẽ lập cái đoạn này này để đếm thời gian liên tục cho đến khi nào mà bóng này bằng không thì ta dừng lại. Đấy, khi bóng đầu tiên khi bắt đầu chơi thì bóng bằng 10. Bóng này là cái ball này, là số bóng này là cái số lượng bóng đang có trên màn hình. Được chưa? Chúng ta chơi khi nào mà hết bóng thì ta dừng lại. Đây chính là cái lệnh mà kết thúc nhé, mà điều khiển này. Ở đây này, ở đây chúng ta sẽ thêm một cái lệnh nữa cho hay là sân khấu sẽ nói một câu là em thắng rồi nhé. Cho thua một tí đây. Thua một tí thôi. Chúng ta dùng lại nhà thu âm nhá. Đây. Thu âm đây này. Đây nhá. Em thắng rồi. Đấy, chúng ta nghe thử xem. Em thắng rồi. Đấy, chúng ta bấm vào đây nhá. Chúng ta đặt tên cho cái này là thắng này. Cái này là thắng nhé. Hay là win đi. Win nhé. Rồi. Đây chính là sân khấu đấy. Thì khi kết thúc đây chúng ta cho lệnh này, chúng ta vào cái lệnh là sao và cho cái lệnh là start sao là win. Như vậy là khi mà chạy xong, khi mà xong chương trình thì khi bóng bằng không thì em đã thắng, thì báo thông báo là em thắng rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta dùng vào con vật này, vào cái nhân vật này. Thì chúng ta chú ý là như này, khi mà người dùng mà nháy đúng quả bóng như này thì trước khi mà đi lít quả bóng này đi thì chúng ta sẽ phải tăng giảm cái biến bóng đi một đơn vị. Chúng ta vào cái lệnh này, chúng ta dùng lệnh là train ball by -1. Đấy, thì ta giảm cái khi dùng nháy bóng thì nó kêu pop một cái và chúng ta giảm cái số lượng bóng đi một đơn vị. Đó thì nó rất hợp lý. Thế không nào? Nhưng mà chúng ta vừa làm xong một cái chương trình rất là đơn giản, tôi chơi thử các bạn xem nhé. Chương trình này rất đơn giản thôi và nó sử dụng cái kỹ thuật là clone ở mức độ rất là sơ khai, rất là đơn giản. Thấy không nào? Chạy thử nhé. Đây. Đó. Đếm nghe là 4 giây rồi này. Đấy, chúng ta kiểm tra. Bạn nào mà đánh nhanh thì là chúng ta tập trung rất là giỏi nhé. Em thắng rồi. Như vậy là đây là tính ra là 15 giây nhá. Đấy. Thấy không nào? Thì đây là một cái chương trình đơn giản thôi. Để tôi ghi lại nhé. Ghi lại cái bài này là bài số 5. Là tập chuột. Đánh bóng tập chuột nhé. Đánh bóng. Tập chuột đơn giản. Đấy. Bài này bài rất đơn giản. Đấy. Thực hiện là một. Chắc bài này còn nhiều quy trình tập chuột nữa nhé. Mà thế nào, nhưng mà thấy rất là hay chưa, cũng rất là hay rồi đúng không nào. Nói chung là đây là một trình mà mở đầu một độ rất đơn giản thôi, là chúng ta là tập đánh bóng để tập tập chuột. Được chưa? Cái bài này các bạn có thể là mở rộng ra được rất nhiều. Ví dụ nhé, chúng ta cho khi mà đánh bóng xong 10 quả bóng thì sang mức 2,
ở bước 2 quả bóng nó sẽ cũng sẽ hiện ra, nó chạy nhanh nhanh hơn. Sau bước 2 này sang bước 3, càng mức càng cao thì bóng chạy càng nhanh và chúng ta càng khó nháy hơn, khó 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 bấm chuột cho chính xác. Như vậy chương trình có thể mở lên rất nhiều nhiều mức khác nhau. Như là mức 1 là chạy với vận tốc là 4 đây này. 4 nhé. Ở mức sau chúng ta cho chạy chậm nhanh hơn một tí là mức là 5 chẳng hạn. Ở mức sau là mức là 6, 7, 8, 9, 10 cứ tăng dần lên. Càng lên cao, càng mức càng cái level càng cao ấy thì cái thời gian chạy ở đây là nó càng nhanh lên. Thì chúng ta cho nó chạy vô hạn lần được. Tức là cái mức phát triển vô hạn. Mà có thể bạn nào chơi mức mức cao nhất ấy, thì người đó là càng càng giỏi. Thế này bài này chúng ta mô phỏng ở mức 1 thôi, là mức đơn giản nhất thôi, là các cái quả bóng nó chạy rất là chậm, chạy rất là chậm. Chúng ta dễ dàng là chúng ta nháy chuột. Được chưa nào? Đấy là ví dụ như các bạn có thể về nhà làm tiếp cái bài này, mở rộng ra thành một chương trình hay hơn nhé. Mở rộng hơn thành chương trình tổng quát hơn, tập chuột, đánh bóng tập chuột nhé. Được rồi, thì đó là cái phần mà tôi vừa mới phần đầu tiên tôi muốn nói là từ một cái kỹ thuật rất đơn giản là clone như vậy mà chúng ta có thể tạo ra được những cái chương trình. Thế bây giờ tôi sẽ chúng ta cùng nhau điều khiển sâu một chút nữa nhé. Đây, bây giờ tôi lại new một cái mới nhé, chúng ta hình dung nhé. Cái bài rồi nó đơn giản, chứ đơn giản nó như vậy thôi. Còn thực tế nó rất là phức tạp chứ nó không đơn giản như vậy. Vì tôi bây giờ tôi sẽ ra thêm yêu cầu khác, nó sẽ phức tạp hơn nữa nhé. Đây, bia mèo nhé. Đây, bây giờ như thế này. Bây giờ tôi sẽ mèo. Bây giờ sửa như sau nhé. Bây giờ tôi ra thử nhé. Bây giờ sửa như sau. Bây giờ tôi tạo ra ba cái nhân vật mèo khác nhau nhé. Tôi lấy ví dụ thôi. Tạo ra ba nhân vật mèo khác nhau. Ví dụ nhé. Để chúng nó như thế nào. Thế là nó yêu cầu như vậy đấy, ba này, và đây là cái lệnh là tạo clone nhé. Đây, một chương trình này chúng ta sẽ tạo ra là có một nhân vật mẹ và tạo ra ba nhân vật clone khác, chim hình sẽ có bốn nhân vật, được chưa? Đây, chạy thử này, xong. 1, 2, 4, tôi không biết ai là mẹ đâu, là ai là con, được chưa nhé? Thế mình làm thế nào để phân biệt được đâu là mẹ đâu là con thì làm thế nào? Và bây giờ sửa, tôi muốn là nhân vật mẹ sẽ đặt tên là gì đó, và cái con mèo mẹ này đặt tên cho ba nhân vật con của mình với ba tên khác nhau nhé. Ví dụ là một cái mèo tên là đặt tên là ABC đi nhé. Còn đây đặt tên là, đây là mèo mẹ, đây là mèo A, mèo B, mèo C. Thì làm thế nào để biết được, làm thế nào để phân biệt được đâu là mèo mẹ, đâu là mèo A, đâu là mèo B, đâu là mèo C, làm thế nào bây giờ? Đấy, thì đó là một cái bài toán rất là khó đấy, rất khó, làm sao để phân biệt được? Thì đây là một là vấn đề nhé, tôi lại thích, ví dụ khác nhé. Nó rất là khó chứ nó không dễ nhé. Để chúng ta thấy hình dung nhé. Thôi tôi kêu đây làm là tôi tạo ra ba nhân vật con, và như con đặt tên là 1 và 2 là 3. Còn mẹ thì để đây rồi, mẹ tôi đặt tên là mẹ đấy nhé. Ba nhân kia sẽ là 1, 2 và 3. Thế làm sao để phân biệt được đâu là 1 và 2, đâu là 2 là 3, đâu là 3? Tôi đặt ra tên là mẹ là 0 đi nhé. Nhưng mà mẹ là nhân vật 0. Nhân vật con đặt ra đặt tên kiệu là 1, 2, 3, làm thế nào để phân biệt được? Đó thì làm thế nào thì chính là như này đây. Câu trả lời như là như này nhé. Là chúng ta từ trước đến nay là chúng ta chỉ quen là tạo cái biến nhớ. Chúng ta chú ý nhé, cái biến nhớ này. Khi chúng ta tạo ra biến nhớ thì từ trước đến nay là chúng ta không để ý là biến nhớ ấy, thì nó có hai loại là biến, đây là biến chung và biến riêng. Thấy không nào? Đó. Thì biến chung là cái biến nhớ mà của chung hệ thống và tất cả mọi người, tất cả nhân vật đều nhìn thấy nó và đều có thể tính toán trên nó, có thể truy cập vào cái biến đó, thì biến đó là biến chung.
Ở trong lập trình thì người ta gọi biến chung là biến tổng thể. Mà đây chưa hiểu đây là biến chung, là cái biến mà tất cả nhân vật đều có thể nhìn thấy, đều có thể lập trình để điều khiển trên cái biến đó, tính toán trên cái biến 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 nhớ đó nhé. Thì đa số từ tất cả học sinh được học trung bình ý, là học là tạo biến nhớ chung, không có ai là học về biến nhớ riêng. Ai hỏi gì đấy à? Bạn đang hỏi đấy. Được chưa? Và trong chương trình của chúng ta, theo tôi biết ý, là chương trình tin học của chúng ta là lớp tiểu học có học Scratch, lên cấp 2 có học Scratch. Nhưng tất cả toàn bộ chương trình Scratch tiểu học và trung học cơ sở đều không học cái khái niệm là biến nhớ riêng. Tất cả đều học khái niệm là biến nhớ tổng thể hết. Thì bây giờ đây là lần đầu tiên chúng ta sẽ làm quen khái niệm là biến nhớ riêng. Thế này. Đây là chúng ta mà bấm vào đây là thì tạo ra cái biến nhớ riêng. Đó. Biến nhớ riêng của nhân vật. Thì biến nhớ riêng dùng khi nào? Thì tôi nói bây giờ này, đa số các biến nhớ riêng này được dùng trong trường hợp là làm việc với các clone. Đồ như vậy nhé. Như vậy này, khi mà làm việc với clone ấy, mà điều khiển sâu hơn thì bắt buộc phải dùng biến nhớ riêng. Cái này rất quan trọng, đừng nhầm lẫn với biến nhớ chung nhé. Biến nhớ chung là khác, là cái biến nhớ tổng thể trong dùng trong tất cả chương trình, trong toàn bộ nhân vật đều nhìn thấy nó hết, gọi là biến biến nhớ chung hay là biến tổng thể. Còn biến biến nhớ riêng, chúng ta chú ý đây là biến riêng nhé, chứ không phải dùng cái từ là biến biến địa phương đâu. Ở trong ngôn ngữ bậc cao như là Pascal hay là C hay là Python có khái niệm là biến nhớ địa phương, là biến nhớ dùng riêng trong từng hàm một. Ở đây thì không, ở đây biến nhớ này không không gọi là biến không không gọi là biến địa phương. Biến dùng cho tất cả, dùng cho tất cả các cái nhân vật thì được gọi là biến tổng thể, đúng rồi. Còn cái biến riêng này thì không gọi là biến địa phương, mà là gọi là biến riêng của từng nhân vật. Thì biến riêng này nó sẽ có ý nghĩa nó hơi khác một chút so với cái biến nhớ khái niệm biến nhớ địa phương mà chúng ta vẫn biết ở trong các ngữ lập trình bậc cao khác. Thì biến nhớ riêng này rất hay là cái biến nhớ dành riêng cho từng nhân vật một, và đa số là nó dùng dành riêng cho từng clone. Đấy, thì mỗi clone là cái biến nhớ riêng này, mỗi clone là nó được phép là sử dụng biến nhớ riêng cho mình riêng, rất là hay. Được rồi, thế chúng ta làm thử nhé. Bây giờ tôi tạo ra cái biến nhớ đặt tên là ID. Được nhé, ID. ID là cái nôm na là cái mã số để chỉ các cái clone. Thì ở trong ở trong kỹ thuật clone này thì rất đa số cái chương trình mà chúng ta lập trình với clone thì chúng ta theo tôi nhé, chúng ta bắt buộc phải tạo ra một cái biến là biến ID, rất quan trọng. ID là cái mã dùng để đánh số các cái clone. Thì nó thường là như sau này, thông thường là nhân vật mẹ, nhân vật gốc ấy, chúng ta đánh số ID bằng bằng 0. Còn nhân vật con, nhân vật là clone ấy, đặt tên là ID bằng 1, 2, 3, 4, tùy các bạn đặt tên đấy nào. Yeah. Hoặc là tất cả các clone đều là 1, riêng mà nhân vật mẹ gốc thì là 0, được. Hoặc là mỗi nhân vật clone có một cái ID riêng, 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Tôi bấm là OK. Đấy. Bây giờ chúng ta tạo ra được một nhân vật ID này. IVD là nhân vật là ID là cái biến, không phải là biến chung của hệ thống mà là biến riêng của con mèo. Chúng ta ghi điện thoại Sprite này. Đấy. 2.id này. Biến riêng đúng không? Bây giờ tôi sửa lại cái này, tôi sửa lại thành chữ mèo nhé. Mèo. Đấy, thấy cái chữ mèo không nào? Đấy, đây này. Như vậy ID là cái biến riêng, được chưa? ID là cái biến riêng. Và tôi quy định như sau này. Quy định là như sau, là cái biến là ID là cái biến như sau này, là nhân vật mẹ đặt tên là ID bằng 0. Các nhân vật con đặt tên là đặt ID là 1 2 3, nhưng ID chính là cái dùng để đặt tên cho từng nhân vật một, là 1 2 3. Được chưa? Rồi bây giờ tôi làm như sau này. Bây giờ để tôi sẽ dùng ID, tôi phân biệt được đâu là 1, đâu là 2, đâu là 3 nhé. Làm như sau này. Các bạn chú ý theo dõi tôi làm nhé, cái này phần rất quan trọng luôn, đây là cái phần mà rất là sâu, đặc biệt rất đơn giản thôi nhưng rất là sâu về clone, chúng ta chú ý nhé. Nhắc lại này, ID là cái biến riêng của con mèo, không phải là biến nhớ chung. Các bạn chỉ nhầm sang chung là hỏng hết cả chương trình sẽ sai hết tất cả ngay nhé. Đây là biến riêng của mèo. Và chúng ta quy định như sau này, nhân vật gốc, nhân vật mẹ là biến là ID bằng 0. Nhân vật các nhân vật clone ở đây chúng ta sẽ đặt tên là ID bằng 1 và 2 và 3.
Rồi là như sau nhé, các bạn chú ý theo dõi này. Thì đầu tiên chúng ta lập chương trình là khi bắt đầu bài chương trình nhé. Đây, chúng ta đặt set ID bằng 0. Đây chữ nhân vật mẹ này. Mẹ là ID bằng 0. Rồi sau đó chúng ta sẽ repeat 3 lần. Tạo ra các nhân vật clone. Khi tạo như này thì nhân vật clone này nó cũng có ID giống mẹ là bằng 0. Đó. Thế bây giờ tôi muốn là mỗi nhân vật clone này nó có ID là 1, 2, 3 làm như nào? Làm như này. Đây, chúng ta dùng cái lệnh là change ID by 1. Đó. Chúng ta tạo ra 3 lần và mỗi lần chúng ta tạo ra clone nó tăng ID lên 1 đơn vị và đưa lên đây. Đó. Thì lập tức là nhân vật clone thứ nhất sẽ có ID bằng 1. Clone thứ hai có ID bằng gì? Có ID bằng 2 và clone thứ ba có ID bằng 3. Và lệnh này sẽ tạo ra là 3 clone có 3 ID khác nhau, riêng biệt nhau nhé. Là chúng ta chú ý. Như vậy là mỗi một clone nó có một cái biến ID riêng của mình và khác nhau từng đối một nhé. Nhân vật mẹ. Đây này, khi mà tạo xong rồi nhé, chúng ta nhớ đặt lại ID bằng 0. Vì đây là cái lệnh này là lệnh cho dành cho mẹ mà, cho nên ta đặt trả lại là ID bằng 0. Đó, như vậy nhân vật mẹ sẽ là ID bằng 0. Nhân vật con là sẽ ID bằng 1 và 2 và 3. Được chưa? Đó. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ hay nên bây giờ rất hay nên bây giờ tôi chạy thử nhé. Bây giờ tôi vào đây, tôi làm đây để tôi... Khi mà nhân vật con khi nhân vật con được các cái clone nó tạo ra này, tôi làm chạy thử xem nhé đây này. Rồi, ta làm lại, chúng ta cho các nhân vật con nó chạy di chuyển theo hướng ngẫu nhiên nhé. Đây, ngẫu nhiên đây. 360. Đây này, và chúng ta cho nó di chuyển như này, forever, và di chuyển về phía trước ngắn thôi, ví dụ như là 3 nhé, góc cạnh thì quay lại. Thì nhân vật mẹ sẽ đi một chỗ này, nhân vật con này sẽ di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình, chạy thử nhé. Đây này, mà đây chính là mẹ này nhé, còn ba nhưng mà đây là ba nhân vật con nhé. Ba nhân vật gọi là nhân vật clone. Nhưng mà làm sao tôi biết được để phân là làm sao để biết được đâu là con 1, đâu là con 2, đâu là con 3. Làm thế nào bây giờ? Thì đây rất hay, chúng ta làm như sau. Đây như này nhé, đây. Bây giờ như sau này. Khi mà cái nhân vật con mà di chuyển ấy, chúng ta cho họ cho nó là vừa di chuyển vừa nói. Đây, chúng ta dùng lệnh sau này. Chúng ta dùng lệnh là gì? Chúng ta dùng lệnh là look và lệnh say. Đấy, say nhé. Và đưa cái ID này vào luôn. Đây, đưa đi vào luôn. Đấy. Ta đưa luôn vào đây này. Luôn vào đây luôn này. Đó. Thì mỗi nhân vật là clone sẽ đọc đúng tên của mình luôn. ID của mình luôn. Đâu là 1, đâu là 2, là 3 luôn. Và biết rõ đâu là 1, đâu là 2, đâu là 3. Chị thử chọn xem nhé. Đấy, thấy không nào? Thấy rõ anh 1, anh 2, anh 3 chưa? Phân biệt khác nhau chưa? Nhưng mà mẹ là 0 nhé. Mẹ là 0. Còn bây giờ tôi có thể làm thêm lệnh để cho nó hay hơn nữa nhé, bạn thấy nhé, đây này. Đây, thêm lệnh này nhé. Khi mà trả về không rồi, tôi sẽ cho cái ông này, cái bạn này sẽ nói này, bạn lệnh sai này, đây. Đó là tôi là mẹ. Tôi là mẹ. Nhé. Nào, như thế nào. Đấy. Và nhân vật mẹ là đứng yên một chỗ nhá, là tôi là mẹ, các nhân vật con đặt tên là 1, 2, 3 và được dùng chính cái ID của mình đấy, 1, 2, 3, thấy không nào? Đó. Thế như vậy các bạn thấy đây là bắt đầu cho thấy phân biệt khác nhau chưa nào? Thấy không nào? Nhưng mà sử dụng kia biến biến riêng, chúng ta có thể tách ra để phân biệt được từng clone một. Đây là một kỹ năng rất quan trọng, một trong những kỹ thuật rất là sâu nhé. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Và nên tôi sẽ làm thêm nữa cho các bạn thấy hay nữa. Nhưng mà đây, nhưng mà tôi ghi lại phần này hay, ghi lại. Đây là cái bài số số 6 đi. Quan sát các clone với ID của mình nhé. ID của mình. Xong. Thấy chưa? Bây giờ như sao nhé, bây giờ tôi lại không muốn là như thế, bây giờ tôi không muốn là chỉ có 1, 2, 3 hay ngay giờ tôi muốn đặt tên kia. Giả sử con mèo 1 đặt tên là Vova, con mèo 2 đặt tên là
là tên nó là Mimi, con thứ ba là tên là Miu Miu. Thì làm thế nào mà chúng ta cho biết ta muốn là con mèo một nói là tôi là Vova, con mèo hai nói là không nói số 2 mà ghi là tôi là Mimi, con thứ ba nó là tôi là Miu Miu, làm thế nào bây giờ? Liệu làm được không? Hoàn toàn được. Các bạn chú ý nhé, hoàn toàn được luôn. Thì làm như sau này. Đây, các bạn chú ý nhé, rất là hay luôn. Ở đây có nhiều cách nhưng mà tôi làm luôn cách tổng quát luôn nhé. Tổng quát luôn. Bây giờ như sau này, bây giờ muốn các con mèo con là mỗi con mèo con có một cái tên riêng, và mèo con mà khi di chuyển ấy, thì sẽ luôn nói là tôi là gì. Đây là mèo chứ chúng ta có thể chuyển sang người được. Giờ tôi là Vova, tôi là Miu Miu, tôi là Mimi, ba người ba tên nhé. Bây giờ chúng ta làm tổng quát luôn để có thể cho n người, chữ n như n clone chứ không phải chỉ ba. Làm như sau này, bạn chú ý nhìn 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 tôi làm nhé. Bây giờ chúng ta tạo ra một cái biến, mà biến đó là biến dãy, là cái biến mảng đấy, dãy, và dùng cái đó chúng ta đặt tên các cái tên người, đây, các tên con mèo. Thì đây này, đây có lệnh là make a list nhé, chúng ta chú ý nhé. Cái list này nó giống như list ở trong Python, nó là một cái dãy danh sách nhé. Chúng ta bấm vào đây đó, và chúng ta đặt tên chúng ta đặt cái này là tên nhé. Cái tên này sẽ phải là nên theo tôi là nên là chung, không nên là riêng, nên là chung nhé, cho tất cả cùng nhìn thấy tên con mèo. Rồi, và ở đây chúng ta sẽ đặt tên luôn ở đây này, gõ luôn đây, chúng ta đặt tên nhé, bấm vào đây. Thì đây chính là một cái list, một cái danh sách, chính là một cái mảng ở trong cái khái niệm, trong cái mô hình lập trình của C hay Pascal, Python có khái niệm là mảng đấy hay là list. Thì đây chính là một cái list đúng nghĩa, nhưng chỉ khác gì cái list ở đây nó hơi giống ở trong Pascal là đánh số từ 1. Pascal đánh số list từ 1, còn C và Python đánh số mảng từ 0. Còn ở đây đánh số từ 1 nhé. Bấm đây tôi nhập thêm vào. Giả sử những người thứ nhất này, đặt tên là Vova, đặt tên là Vova. Đặt tên cho mèo thứ nhất nhé. Người thứ hai đặt tên là Mimi. Người thứ ba đặt tên là Miu Miu. Tôi lấy thế nhé. Miu Miu, thế nhé. Rồi. Như chúng ta đã đặt tên ba nhân vật của chúng ta là Vova, Mimi và Mu Miu rồi nhé. Thì đây là cái tên một cái mảng hay là một cái gì hay là một cái list, một cái danh sách ở trong chương trình. Đấy, như vậy đây là bắt buộc phải học sang cái khái niệm là danh sách rồi đấy, và khái niệm mảng là bắt đầu sâu sắc rồi đấy, khó khó hơn đấy đối với tiểu học. Đối với các bạn học sinh tiểu học thì khái niệm mảng là rất là khó luôn, rất là khó, được chưa? Rồi, thế bây giờ như sau, theo tôi biết hình như trong chương trình tin học của chúng ta, trong tình lập trình Scratch, hình như là không học sinh không hề được học mảng luôn, không hề được học cái mảng này, chỉ có học sinh lớp 10 học về lập trình Python thì mới học những khái niệm mảng, khái niệm dãy, khái niệm list. Còn theo tôi biết là hình như là trong chương trình của chúng ta, tôi không, để tôi kiểm tra lại vì tôi không biết phần đó, thì hình như là theo chương trình là học sinh sẽ không được học cái phần mảng này. Trên cái phần này là rất là khó đối với học sinh tiểu học nhé. Đây nó luôn cũng đơn giản thôi mà. Chúng ta tạo ra một cái bảng hay là một cái mảng có cái tên đúng là tên luôn, là mô tả các cái tên của con mèo, các cái clone của chúng ta và con nhé. Và đặt tên cho ba bạn, đặt tên là Vova, Mimi và Mu Miu nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ ẩn đi. Đấy, tôi tạo ra một cái tên như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cho các con vật này như sau. Nó sẽ vừa đi vừa nói là tôi là gì đó. Thì chính là cái ID là cái mã số của nhân vật. Thì ID đánh số từ 1 mà. Thì ID 1 là ứng với tên thứ nhất. Đây. Ai ai là ID 1 chính là ứng với là tên là Vova. Ai có ID là 2 ứng với tên là Mimiu. Ai là 3 ứng với tên là Miu Miu này, thấy nhá. Như vậy là chính cái đánh số cái ID, dùng cái ID này để mà ta chỉ vào cái tên thứ mấy của danh sách, rất là hay, rất là thuận tiện. Và cái này là tổng quát luôn, cho không phải cho ba em có ba clone, mà còn cho 5 clone, cho 10 clone, cho 20 clone, có thể cho rất nhiều clone khác được, rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm lại nhé. Bây giờ, đây thì này đây nhé, thì bây giờ chúng ta sẽ thay cái say, không phải là say ID nữa, mà chúng ta sẽ mô tả luôn tôi tên là nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái này ra và chúng ta sẽ đưa một cái đoạn chương trình.
viết cái đoạn dùng lệnh ghép nối các cái sâu để chúng ta chú ý. Dùng lệnh operator, dùng lệnh join nhé. Đây, tôi tên là, tôi phải nối lại nhé. Ta chỉ cần hai thôi nhé. Tôi tên là gì, là Vova, là gì đó. Thì chúng ta sẽ phải dùng ID này, chúng ta lấy ra phần tử thứ ID ở trong gì, ở trong danh sách, chúng ta vào cái tên, chúng ta vào VR một, chúng ta vào cái tên này này, nên nó có lệnh này. Đây là những cái lệnh mà liên quan đến việc khai thác các cái mảng của chúng ta, nó có rất nhiều lệnh nhé. Những cái này chúng ta sẽ tự học hoặc là học sau đi, bây giờ tôi nói luôn cái lệnh đó. Đây lệnh là sẽ bổ sung một phần tử vào cuối của tên này, xóa phần tử của tên này, lệnh xóa toàn bộ các cái phần tử của tên này, lệnh chèn một cái phần tử vào vị trí của tên này, lệnh thay thế một cái phần tử nào đó của dãy bằng một tên khác này. Đây chính là lệnh là lấy ra phần tử thứ thứ mấy của tên đây. Đấy. Item số thứ mấy, số 1 hay số mấy này của tên. Chúng ta đưa cái ID này vào. Đó. Thì đây chính là cái lệnh là lấy ra cái tên thứ kia, phần tử cái dữ liệu thứ ID của cái mảng tên. Và chúng ta đưa lên vào đây. Đấy, tên tôi là. Chúng ta đưa lên vào đây. Thành không nào? Thì đây chính là cái lệnh mà chúng ta đang quan tâm đây. Chúng ta đưa cái này vào đây. Đưa vào đây. Thì như vậy là cái vật của chúng ta nó không phải chỉ là gỗ như ở đây nữa, không phải là gỗ chỉ viết ra là 1 2 3 mà có thể viết ra tôi tên là, ghi rõ tên là ra. Chị lại thử nhá. Đây. Thành không nào? Tôi tên là Vova chưa? Tôi tên là Miu Miu chưa? Tôi tên là Mimi chưa? Như vậy là rất là rõ, ai là bạn nào nhìn thấy rõ luôn. Thành không nào? Rất là hay. Đó, các bạn chú ý nhá. Thế nhưng mà đây là như vậy chúng ta thấy rõ là chúng ta có thể truy cập, chúng ta có thể đặt tên cho từng clone một và có thể điều khiển chính xác là con nào làm gì, con nào làm gì được. Đấy, các bạn thấy không? Nhưng mà đây, cái bài này là một cái phần khó hơn một chút rồi. Chúng ta sẽ phải liên hệ với nhiều thông tin hơn nữa nhé. Đặt không nên dùng ID để mà chúng ta phân biệt được đâu là nhân vật mà đâu là các cái nhân vật clone của mình nhé. Đây thì bây giờ chúng ta ghi lại cái bài này, chúng ta nhớ sau này nhé. Mình đặt tên là số 7, là đặt tên cho các clone nhé. Được chưa? Có hay không nào? Rất là hay đúng không nào? Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một cái lệnh nữa rất hay nữa nhé. Lệnh sắp tới này tôi sẽ không đặt tên, tôi để cho các con vật im lặng hết, không làm gì cả. Nhưng mà khi tôi nhánh chuột lên một con vật thì nó phải báo ngay là gì? Nhánh lên mẹ thì nó báo ngay là tôi là mẹ đây. Còn nhánh lên Vova thì nó sẽ báo là tôi là Vova. Nhánh lên Miu Miu nó báo là tôi là Miu Miu. Kêu meo mà tôi là Miu Miu, có làm được không? Làm được. Bây giờ tôi sửa lại chút nhé. Đây, tôi sẽ bỏ cái này, xanh người mẹ không nói này, bỏ đi này. Đó, anh này tôi bỏ đi nhá. Đó, bây giờ tôi chạy thử này. Đây. Bây giờ thậm chí tôi cũng cho cả mèo mẹ cũng chạy luôn nhé. Đây, thì tôi cho càng không phân biệt được. Đây, ở sau đây nhá. Bây giờ tôi sẽ copy này vào đây thì nó giống hệt nhau luôn. Đấy. Thậm chí copy cả cái này luôn. Cả cái này luôn. Thì như vậy là mèo mẹ cũng chuyển động nhé. Và các clone cũng chuyển động hết. Đây, chạy từ đầu này. Đấy. Thế bây giờ làm sao con vật này, làm sao biết được đâu là Vova, đâu là Miu Miu nhỉ? Rồi, bây giờ ta điều khiển nhé. Khi mà chúng ta nháy chuột lên một con vật thì nếu là mẹ thì nó sẽ báo là tôi là mẹ. Còn nếu không thì nó sẽ báo là tôi là Vova, tôi là Miu Miu, tôi là gì đó. Có làm được không nào? Hoàn toàn làm được. Như sau, các bạn chú ý nhé. Chỗ này là chỗ bắt đầu khó đây. Tức là chúng ta sẽ điều khiển từng clone một và chúng ta biết là chính xác là clone đó ứng với cái thông tin nào của clone đó. Thì cái phần này là phần mà sau này chúng ta sẽ lập trình rất là nhiều cái này. Đấy. Chúng ta sẽ, đây là bài tập đơn giản mà. Thế nhưng mà còn chúng ta sẽ học thêm hơn nữa cho sau này. Sẽ làm ra chương trình là phức tạp hơn rất là nhiều lần. Và chúng ta sẽ hoàn toàn điều khiển được các con vật, các clone đó ở phần sau. Rồi mình ta làm chạy thử nhé. Đây. Thì tôi nhắn chuột lên một con vật này.
Và lệnh này vẫn là bình thường, vẫn là lệnh này, vẫn là cái lệnh là khi mà tôi nhấn chuột đây đó, khi tôi nhấn chuột lên một cái con vật bất kỳ thì nó có thể là nhân vật gốc, nó có thể là clone, thì chúng ta sẽ làm sao chúng ta phân biệt được. Đây, chúng ta chịu khó đây này, các bạn làm như sau nhé. Đây rất là hay, là như sau. Bây giờ chúng ta khi chúng ta nhấn chuột lên một nhân vật ở đây nhé, thì không biết nhân vật này là cái gì cả, là clone hay là mẹ, thì chúng ta sẽ phải suy ra, suy gì, suy từ cái ID của nó này đó. Chúng ta chú ý nhé. Rồi là như sau này, thì đầu tiên chúng ta cho mail đó nào, chúng ta cho kêu mail này, chúng ta bấm nút cho kêu mail này. Rồi sau đó chúng ta kiểm tra như sau này, nếu ID bằng 0 thì đó là mẹ. Chúng ta dùng lệnh sau đây, chúng ta vào cái lệnh control, chúng ta dùng lệnh là if else đó, đây này, kiểm tra luôn cái ID của nó nhé. If này, này if này, if nếu cái lệnh này, vì cái lệnh này chỉ áp dụng cái lệnh này này áp dụng cho một nhân vật trên màn hình thôi, thì một nhân vật đó là nó có ID riêng của nó. Để chúng ta nhớ ID là cái biến riêng nhé, ID là biến riêng. Mẹ ID sẽ bằng 0, các nhân vật con ID sẽ là 1, 2, 3. Thì đây là cái lệnh chúng ta sẽ kiểm soát được. Đã, chúng ta vào đây, chúng ta vào cái lệnh này, chúng ta chọn được cái ID này ra đây. Thì nếu ID bằng 0, đấy, ID bằng 0 chứng tỏ rằng đây đây là nhân vật mẹ. Tôi sẽ dùng lệnh này, tôi sẽ vào cái lệnh là loop và tôi dùng lệnh này thông báo trên màn hình của anh. Tôi là mẹ, tôi là mèo mẹ, hay là chỉ là nhân vật gốc đây, tôi là mèo mẹ, được chưa? Đây, còn nếu ở đây else, else ở đây là ID bằng lớn không, ID bằng không thì là tôi là mẹ, ID lớn không thì nó chính là nhân vật của chúng ta. Đây, chúng ta vào đây, chúng ta vào lệnh say này, đây, tôi là tên, tên tôi là cái gì nhỉ, là cái gì, chúng ta phải vào cái lệnh này, nhớ lại lệnh lệnh này nhé. Chúng ta kéo cái lệnh là item này ra đó, tên này ra, và chúng ta kéo cái ID sang đây. Đây chính là khi ID mà lớn không là ở đây này, đã không là 1 2 3 mà thì nó chữ tên của mình, của trong sách tên nào, chúng ta đưa cái này vào đây. Tôi tên tôi là, không nhầm nhầm, tôi phải dùng lệnh này chứ, chỉ cho hai giây thôi, tôi nhầm. Đây, tôi phải copy cái này, tôi phải dùng lệnh này để cái thứ kia là sai. Đây, rồi, đấy, rồi nhé. Tên tôi là, đây, item ID, tôi đưa đây vào đây. Đó, còn nó cho 2 giây dừng lại. Đấy. Đây nhé. Nhắc lại này, thì đây là chính cái lệnh rất quan trọng nhất luôn, là chúng ta có thể điều khiển từng 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 clone một thân nhân vật mẹ thông qua cái biến là ID. Nhắc lại cái gì, nhắc lại nhé, nhưng mà khi mà chúng ta làm việc với clone, chúng ta hầu như bắt buộc phải tạo ra một cái biến riêng là ID. Cái biến này dùng để phân biệt được clone này và clone khác thông qua ID, và chúng ta sẽ lựa chọn cái cách mà chúng ta phân biệt. Ví dụ ở đây chúng ta phân biệt là nhân vật mẹ là ID bằng 0, nhân vật con ID là 1, 2, 3. Thì như vậy là ta kiểm tra ngay này, if ID bằng 0 là nhân vật mẹ, tôi sẽ hiện ra là say nhân vật mẹ, tôi là mèo mẹ đây, tôi là mèo mẹ, hiện trong 2 giây. Còn nếu ID bằng lớn không nhé, tôi chuyển qua đây và dùng lệnh là tên tôi là item ID of tên, tôi đưa cái, tôi lấy cái tên thứ ID ở trong sách tên của chúng ta. Đấy. Được chưa? Vậy rất là hay, để tôi chạy thử bạn xem nhé. Mà chúng ta làm cái trình, đây là trình hoàn thiện rồi, hoàn chỉnh, và chúng ta có thể kiểm kiểm tra xem là nhân vật nào là mẹ, nhân vật nào là đấy. Để tôi bấm thử nhé, đây này, tên tôi là Miu Miu đây này, đấy, bấm vào đây nhé. Tên tôi là, tôi phải nhầm rồi, tên tôi là, tôi là mèo mẹ, đúng rồi, bấm thử vào đây này, tôi là Mimi, tôi là Miu Miu, tôi là sinh, sinh ở đây nha nhỉ, đâu ra cái sinh nhỉ, kiểm tra lại nào, có một cái sinh này bị sai đấy, xem nào, cho lại tên nhé. À, cái nhầm này là Vova chứ, sẽ lại sinh ở đây nhỉ, Vova rồi, thế nào, thế là lạ từ đầu nhá, từ đầu này.
Nhà bố đây nè, tôi là Miu Miu đây, tôi là Vova, tôi là mèo mẹ, tôi là Miu Miu đấy. Như bạn thấy, bạn thấy không? Như vậy chúng ta thấy là ở đây chúng ta đã vừa hoàn thiện được một chương trình rất là hoàn đơn giản nhưng mà rất là hoàn chỉnh rồi, rất là sâu sắc. Chúng ta có thể kiểm soát được từng cái nhân vật một bằng cách chúng ta nháy chuột vào và chúng ta kiểm soát được chưa. Đấy. Vì chúng ta lưu cái file này lại, cái file này là file rất quan trọng nhé. Cái file này, cái chương trình này rất quan trọng, dù nó ngắn thôi nhưng mà nó quan trọng. Đấy. Ta ghi cái này ra. Đây là rất sâu rồi nhá, đây là rất sâu sắc rồi đấy. Đây là 8 nhé, làm là điều khiển và nhận biết clone một từng clone được không? Hay không nhận rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm sao một chương trình khác, một chương trình mô phỏng đơn giản thôi nhưng mà cũng rất là hay nhé, dựa trên cái khái niệm này nhé. Bây giờ như thế này thì là xong rồi đúng không? Các bạn có hiểu không? Bây giờ tôi làm gì như sau này. Tôi sẽ chúng ta sẽ có hai nhân vật, một nhân vật là cô giáo, một nhân vật là học sinh nhé. Nhưng mà học sinh đó chúng ta sẽ cho nó biến hóa thành như là 5 em chẳng hạn, 5 bạn học sinh, 5 bạn học sinh với những tên khác nhau và hình thù con người khác nhau. Chúng ta sẽ đặt tên ra. Tên dựa lên là Hùng, Hà, Bình, Oanh gì đó, tùy Lan, chúng ta tùy nhé. Đấy. Sau đó là chúng ta sẽ cho các nhân vật học sinh đứng ở một bên, đứng ở một góc, cô giáo đứng ở một bên và cô giáo sẽ hỏi từ người một. Cô giáo sẽ hỏi là ví dụ như cô giáo hỏi là bạn Hùng đâu, thì Hùng sẽ tiến ra và nói là chào cô, em là Hùng. Xong cô giáo sẽ hỏi là bạn Lan đâu, thì Lan sẽ tiến ra và nói là chào cô, em là Lan. Đó, như vậy là có cái hội thoại giữa cô giáo và học sinh. Nhưng mà học sinh đó chúng ta 5 em nhưng chúng ta không dùng 5 nhân vật, đó khó nhất đấy. Bình thường các bạn làm các bạn sẽ dùng 5 nhân vật nhưng mà tôi sẽ dùng một nhân vật thôi và các cái học sinh đó dùng clone để mô tả. Bạn thấy nó hay ở chỗ nào? Sẽ rất là hay. Bây giờ tôi sẽ new một trình mới nhé, ta làm một cái chương trình mới nhé. Đây, chúng ta đóng này lại và chúng ta sẽ đưa ra nha. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra như sau. Đây là cô giáo nhé, cô giáo sẽ đứng ở đây này, ở đây nhé, riêng ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một nhân vật thứ hai, đây là học sinh, bất kỳ ở đây lấy bất kỳ học sinh nào ở đây nhé, chọn ở đây nhé. Nhưng mà ở đây thì bây giờ tôi vào cái costume, tôi chỉ có để một người thôi, để từ này người nhiều quá nhé. Đây là một người bạn này đúng không? Bạn này bị tôi xóa đi này, một này. Đấy. Bạn này tôi sẽ đặt tên, người đầu tiên đặt tên là Hùng nhé, Hùng. Hùng. Đây là một. Tiếp sau là một nhé. Một. Rồi. Bây giờ tôi sẽ tạo ra 4 em nữa nhé, 4 người là với 4 cái tên khác nhau nhé. Bây giờ tôi sẽ tạo sao tôi sẽ bổ sung về về bổ sung vào đây cái người này, nhưng tôi bổ sung đây, tôi bổ sung người thứ hai đây, người thứ hai là tìm người khác đây cho này 20 tí. Người thứ hai là người này nhé, người thứ hai, người đầu tiên là kích thước là 199 138, người thứ hai là 73 22 205, người thứ ba này cao quá, tôi sẽ cho nó bé lại nhé. Cái người này là màu trắng tinh nhỉ, tôi làm thế nào bây giờ? À, người người thứ hai này là đấy, người thứ hai này là bitmap, tôi sẽ convert sang sang vector. Và tôi sẽ này, tôi sẽ cho nó nhỏ lại, nhỏ lại đây là 200, nhỏ nữa được đấy.
Rồi, đây là nhỏ nhất lên lên là 152. Cái người này là cao 138, người này là cao 152 được rồi. Nhé, và tôi sẽ cho nó vào giữa. Đây, vào giữa. Đó, đây là người thứ hai nhé. Người thứ hai. Đặt tên là số 2 cho tiện, đặt tên xong, đặt tên là chỗ khác nhé. Bây giờ tìm tìm người thứ ba này. Tôi sẽ tìm ra là 5 bạn nhé. Người thứ ba đây. Người thứ ba bạn này đi. Bạn này nhé. Bạn này là người thứ ba. Bạn này là 92193. Được không? Cũng được. Cao một tí. Tôi sẽ cho nó bé lại một tí. Convert vector. Cho thấp xuống một tí. Cách điều khiển này chúng ta điều khiển này nhé. Cách 52 bằng 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 bạn kia, cao bằng bằng kia đấy nhé. Đi vào giữa đi. Rồi. Thì bạn này là cao bằng 3, bạn này là cao 1m38, bạn này cao 1m52, bạn này cao 1m52, như thế là chúng ta không muốn cho nó người cao người thấp quá. Thế cho bạn cao một tí đấy. Được, không sao nhé. Rồi người thứ đây là người thứ ba, người thứ tư này. Người thứ tư là bạn nào? Này hình xấu quá, để mình bạn này nhé, bạn này. Bạn này là 2m56, co to quá rồi. Đây tôi đánh dấu lại tất cả nhé, tôi cho nó bé lại này. Mét bao nhiêu được rồi? 1m92 à? Chúng ta dùng cái lệnh nào chúng ta các bạn chú ý nhé. Mà rồi đấy. 1m92 này, 92 này. Rồi ok. Tôi cho nó vào giữa. Và tâm vào giữa. Đây là người thứ ba, đây là người thứ tư rồi nhé. Tôi sẽ cho thành ba. Tôi thêm một người cuối cùng, người thứ năm nhé. Đây người thứ năm đây này. Đây là bạn này đẹp này. Đấy, bạn này rất là đẹp nhé. Bạn này là 2m61. Tôi cho nó nhỏ lại một chút. Rồi. Như vậy chúng ta đã tìm ra được là 5 bạn học sinh nhé. Được chưa? Đấy, thì chúng ta bây giờ tôi sẽ lập trình để cho các bạn này đứng ở vị trí này này, ở vị trí này này, vị trí này này, vị trí này nó nằm ở đây này. Chúng ta sẽ lựa chọn ở đây nhé. Đấy. Chúng ta sẽ lựa chọn sau nhé. Đấy. Rất là hay. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ điều khiển các bạn đó nhé. Bây giờ điều khiển sau, bây giờ tôi làm sao tôi sẽ tạo ra một cái tên người. Tên các bạn đây tôi sẽ tạo ra dùng lệnh tôi sẽ tạo ra tên các bạn ở đây nhé. Là tên học sinh nhé, tên học sinh đó nhé. Đây này, bạn thứ nhất, quan sát ở đây nhé. Đây này, một này, hai này, đây là một là con trai này, hai là con trai này, ba là con gái này, bốn là con trai, năm là con trai, bạn này là gái. Sao đây là hai ba là gái nhé. Nào bây giờ bạn đầu tiên là Hùng này, bạn thứ hai là Lan này, bạn thứ ba là Oanh này, bạn thứ tư là Quang này, và bạn thứ năm là Bình. Đặt tên cho năm bạn đó nhé. Được rồi, thì bây giờ tôi muốn cho điều khiển thật hay là như sau, tôi sẽ đặt ra luôn vị trí bắt đầu của các bạn đó nhé, để cho dễ tìm, điều khiển chính xác nhé. Đây, đây tên các bạn đó này, các bạn cùng có thể làm nhé. Bây giờ tôi sẽ tạo ra là người nhất đây, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm ở đây, hãy ở chỗ này nhé. Đó, thì một đây là một này, hai này, ba này, bốn, năm. Tôi sẽ tạo ra hai cái mảng, một cái mảng để mô tả cái tọa độ x gì và một cái mảng để mô tả tọa độ y của các bạn này. Tôi tạo cứng ra
để đặt ra cái vị trí ban đầu của các bạn đó nhé. Làm như sau này, đây tôi tạo ra hai cái mảng, một cái mảng đặt tên là x chỉ x, hay là x list mô tả các tọa độ chỉ của các bạn đó nhé, và tạo ra cái mảng thứ hai đặt tên là y list là tọa các bạn đó nhé. Tôi sẽ sửa sao cũng được nhé. Như vậy là tọa độ là đây là x gì ở chỗ này này, x gì người đầu tiên là x gì sẽ nằm ở cho khoảng là x gì là trừ 10 và y y là trừ 120. Người thứ hai, người thứ hai sẽ là vị trí là 0 và người thứ hai ở đây vị trí là trừ 80. Người thứ ba đây đặt tên vị trí là 40, người thứ năm là người vị trí là 100, người thứ năm là vị trí là 150 nhé. Đó, còn bên này này y cho tăng dần lên này, người thứ hai trừ trừ 80, người thứ ba là 0, người thứ tư là 40 và người thứ năm là 80. Tôi sẽ điều chỉnh xong cái này được mà. Nhưng mà đây là cái tọa độ x chỉ của 5 người bạn học sinh nhé. Đây là tọa độ y của 5 bạn học sinh. Tôi sẽ điều khiển xong cái này cho đẹp. Được rồi, bên lập trình nhé. Giáo viên đứng ở đây rồi, tôi không còn nói nữa. Giáo viên ở đây nhé. Giáo viên là ở chỗ này nhé. Khi bắt đầu chương trình này là đây là giáo viên này. Giáo viên sẽ ở đây nhé. Khi bắt đầu chương trình thì giáo viên sẽ ở vị trí tôi đang đứng ở đó. Đây. Chưa? Còn học sinh. Học sinh thì như sau. Chúng ta sẽ chỉ có một nhân vật học sinh thôi nhá. Học sinh này đây đặt tên là đây là cô giáo này. Cô giáo nhé, còn học, đây là học sinh này. Được chưa? Chỉ có một nhân vật học sinh thôi mà chúng ta sẽ phải mô tả năm bạn ứng với năm cái tên này. Đấy. Mà tên của các bạn đó thì biết rồi là Hùng là gì đó, tôi đặt tên rồi nhé. Và vị trí các bạn sẽ nằm ở vị trí này, ở đây sẽ lên đây. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ tạo ra cái ID là cái biến riêng của các của học sinh này, và chúng ta sẽ dùng nó để ta chỉ cái thứ tự của học sinh trong lớp của chúng ta. Đây là biến riêng nhé. Tôi vào như vậy học sinh và tôi tạo ra cái biến riêng là đặt tên là đây là biến riêng nhé, biến riêng của học sinh đặt tên là ID. Đó, ID. Ok. Học sinh này. Khi ban đầu này thì chúng ta sẽ cho nhân vật gốc của nhân vật này là ẩn đi. Đáng chú ý nhé, quan chú ý nhé, ẩn đi. Nhưng mà gốc là ẩn đi này. Và chúng ta sẽ đặt ban đầu là đặt cái ID là bằng 0. Đây là như vậy ID bằng 0 để mô tả các nhân vật gốc. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ lập trình này. Chúng ta sẽ tạo ra là 10 cái nhân vật nha. Nha, 10 nhân vật. Bây giờ tôi lập trình tôi vào bài này sau tôi bấm space bắt đầu chương trình nha. Bấm space rồi bắt đầu cho nó hay nhé. Đây khi mà người dùng bấm phím space này, đây khi làm bắt đầu chương trình thì mới sinh ra các nhân vật là học sinh. Được rồi, chúng ta làm như sau nhé. Khi bắt đầu này thì chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ được chúng ta tạo ra là 5 clone và đặt vào vị trí của nó nhé. 5 clone nhất đây này, ở đây nhé. Rồi chúng ta làm như sau này, chúng ta vào cái lệnh sau đây, vào cái lệnh là repeat 5 lần đó. Với mỗi một clone chúng ta sẽ làm như sau. Khi bấm phím space thì đây là cái lệnh để tạo ra đối với mẹ chứ cái như vậy gốc thì mới sinh thôi. Tôi được thêm lệnh cho đây cho thật đàng hoàng nhé. Đây quan chú ý lệnh, đây lệnh rất quan trọng này. Chúng ta điều khiển này, khi bấm phím space này thì là nếu mà chúng ta chỉ làm việc với chỉ sinh clone cho nhân vật gốc thôi, còn nhân vật học sinh thì không được sinh clone nữa nhé. Thì như sau này, quan chú ý lệnh này rất quan trọng này. Nếu mà ID bằng 0 thì mới bắt đầu là đó. Đây tôi đưa cái này vào đây. Đấy nha. Còn không phải ID mà không thì ta không làm. Nhưng mà đây là chỉ điều khiển, chỉ áp dụng cho nhân vật mẹ thôi, là nhân vật gốc thôi là ID bằng 0. Thì nhân vật gốc này sẽ lập tức là sẽ sinh ra 5 clone. Đấy.
như sau nhé. Khi bắt đầu sinh như sau này, chúng ta cho cái nhân vật gốc này nó sẽ hiện ra. Đấy, show này hiện ra này. Được chưa? Và chúng ta làm như sau này, chúng ta bạn chú ý quan sát nhé. Chúng ta lần lượt chúng ta sẽ tăng trên cái ID lên 1 bài 1. Bài 1 nhé. Rồi. Và chúng ta sẽ cho cái nhân vật đó di chuyển đến vị trí đang có. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh này để chúng ta cho nhân vật mẹ đó di chuyển đến vị trí tương ứng của tọa độ x và y này, của ID nhé, x y này. Đấy. Chúng ta vào cái variable, chúng ta lấy cái thông tin của x list và y list. Tôi nhớ lại nhé, x list và y list là hai cái mảng, hai cái dãy để mô tả tọa độ x y của nhân vật của chúng ta, ứng với tọa độ là ứng nhân vật từ 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Và đây này, go to này, chúng ta sẽ vào đây, chúng ta dùng lệnh sau đây, lấy lệnh item này. Đấy, chúng ta chú ý nhé, item này. Ở đây là x list là tọa độ x, ở đây là y list tọa độ y. Và chúng ta sẽ lấy cái ID này vào. ID. Đó, đúng tọa độ của các bạn học sinh nhé. Đấy. Như vậy go to là x và y đây. Bố hôm nay chưa tắm chưa? Bố chị tắm chưa? Nè. Ui sao chị không tắm cho? Nè, được chưa? Như vậy nhân vật mẹ sẽ train ID by 1 và go to đến cái vị trí tướng này nhé. Của từng mạo sinh nhé. Sau đó là sẽ là gì? Sau đó khi mà go to lên rồi thì người nhân vật mẹ đó sẽ tạo clone đây. Sẽ create clone. Đấy. Tạo ra clone nha. Nhưng mà trước khi tạo clone thì người nhân vật đó sẽ phải thay đổi switch custom to, thay đổi trang phục về vị trí gì, về cái về đúng về cái thứ tự của nó là ID đây. Đấy, ID nha. Chúng ta đi vào đây này. Đấy. Trước khi mà tạo clone thì phải thay đổi trang phục và di chuyển đến vị trí đúng này. Và lặp như vậy 5 lần nhé. Lặp xong 5 lần thì sẽ phải đặt lại ID bằng 0 để trả lại. Đây. Ở đây chứ này. Đấy. Đây là một lọc 5 lần nhé. Show này lập 5 lần này, lập xong tạo ra 5 clone xong rồi thì đặt ID bằng 0 trở lại và lại ẩn về vị trí ban đầu của nó. Đây. Dùng lệnh này là ẩn. Đây. Thì đây là cái lệnh rất quan trọng, chúng ta chú ý nhé. Chuyện này là chuyện bạn điều khiển nhân vật mẹ của học sinh này, sinh ra các học sinh đó nhé. Bạn chạy thử xem nào. Bấm space này. Đó. Ồ, hồi nay đang rất là hỗn loạn, vì thầy sẽ điều khiển sao cho đúng nhá. Này, chuyện này là vì này. Bạn này nằm ở đây này, đây là 1 này, đây là 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ phải điều chỉnh lại cái tọa độ thì ta thấy cho nó chính xác thôi. Đây nhá, đây là x list, đây là y list, đây nhá, đây này. Đây là trừ 10 này, bây giờ tôi sẽ sửa lại cái này là trừ 50, chắc là sẽ đúng hơn này. Người thứ hai là 0 này. Người thứ ba là 40, người thứ ba cho tăng lên là 50 này. 60 này. Người thứ tư là 100. Người thứ năm là 150, được rồi. Ở bên này nhá. Ở bên này là tọa độ y này. Người đầu tiên là đúng rồi này. Người thứ hai là trừ 80 cũng đúng này. Người thứ ba đây. Người thứ tư là 4 và người thứ năm tôi đưa đây là 100, nó sẽ nhảy lên trên ngay. Đấy. Chị thử lại nhé. Đấy. Đúng chưa? Gần đúng rồi đấy. Để tôi sửa lại một chút nhé. Cái người thứ năm này tôi điều khiển người thứ năm này. Đây là 150 và đây là 60 thôi. Chạy lại này. Hôm hôm rồi đấy nhé. Rồi, tận đây đi. Rồi. Đấy, nhưng mà đây là đoạn chương trình nhé. Bây giờ như vậy đây là chương trình của ta như vậy nhé. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu này. Mình làm như sau này. Nhé. Khi mà tôi sẽ nháy chuột vào cô giáo thì sẽ bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ đầu cô giáo sẽ hỏi ngẫu nhiên, cô giáo sẽ hỏi là bạn Hùng đâu nhá, thì Hùng sẽ bảo em là Hùng đây, được chưa? Xong cô giáo là mình nháy vào cô giáo là hỏi là bạn đây này,
chúng ta có thể học sinh là đây nhé. Cô giáo hỏi ngẫu nhiên là bạn Hùng đâu, thì Hùng sẽ trả lời là em là Hùng đây. Cô giáo hỏi là bạn là Lan đâu, thì bạn Lan sẽ trả lời là em Lan đây. Cô giáo hỏi là bạn Oanh đâu, Oanh trả lời là em là Oanh đây nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ điều khiển để cô giáo nói chuyện với từng clone một. Như vậy đáng nhẽ chúng ta phải mất năm nhân vật tạo ra năm bạn đứng với là Hùng, Lan, Oanh, Quang, Bình. Nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ dùng có một nhân vật thôi là học sinh thôi, và dùng clone để điều khiển. Thấy không nào? Rồi như sau này, bây giờ tôi lập trình như sau nhé. Đây. Tôi tạo ra một cái biến để giáo viên sẽ sinh ngẫu nhiên ra cái người mà giáo viên gọi. Tôi đặt tên cái biến đó là biến N đi. N nhé. N. Rồi. Bây giờ tôi lập trình cho giáo viên này. Giáo viên sẽ là hỏi nhé. Đây. Khi mà tôi nháy chuột lên giáo viên. Đây. Khi mà tôi nháy chuột lên giáo viên. Thì giáo viên đó sẽ làm như sau. Giáo viên đó sẽ hỏi. Giáo viên đó sẽ làm như sau. Giáo viên đó sẽ thiết lập cái số N ở đây là cái người mà giáo viên đang muốn hỏi. N này. N đặt ra một số ngẫu nhiên từ 1 đến 5. Từ 1 đến 5. Được chưa? Đấy. Đó giáo viên sẽ hỏi luôn là ví dụ người đó là người đứng thứ mấy, giáo viên sẽ hỏi là Lan là ai hay là Bình là ai nhé. Rồi, giáo viên sẽ hỏi như sau. Giáo viên sẽ hỏi trong 2 giây. Giáo viên dùng cái lệnh là như thế này, dùng cái lệnh là looks và hỏi. Đây. Hỏi Bình là ai, Lan là ai, thì là hai là Bình là phải theo cái tên của từng ở ở đây mà, thì giáo viên sẽ phải nối vào hai cái tên. Đây, Bình là ai nhé, đây này, là ai. Bình là ai? Hay Bình đâu rồi nhé. Còn đây chính là cái thứ tự cùng học sinh đó ứng với N này. Đây. Thì giáo viên sẽ gọi cái hàm này. Giáo viên sẽ gọi cái vào item và tên học sinh đây. Tên học sinh. Và giáo viên sẽ lấy ra cái tên thì N đấy. N là ngẫu nhiên. Đây. Gọi này. Đó. Giáo viên sẽ đây. Giáo viên sẽ hỏi là bấm lên hỏi nhân viên hỏi này. Lan là ai? Bấm lên lần nữa này. Hùng là ai? Đấy. Được chưa? Khi giáo viên hỏi rồi, giáo viên sẽ gửi thông điệp để bạn đang trả lời. Đấy, giáo viên sẽ gửi một thông điệp, chúng ta dùng lại thông điệp chưa? Chúng ta giáo viên sẽ gửi một thông điệp. Thông báo là trả lời đi, bắt trả lời đi, thông báo cái tên là hãy trả lời. Hãy trả lời. Hãy trả lời. Đó. Nhưng mà giáo viên khi tôi nhảy nháy vào này. Đấy, Lan là ai này? Cùng là thầy cho em tí thầy. Sao? Có hơi khó hiểu không? Hơi khó hiểu đấy nhé. Chỗ là bài này là hơi sâu một tí cho đấy nhá. Giáo viên sẽ sinh ngẫu nhiên số N là cái học sinh, thứ tự học sinh mà giáo viên đang muốn hỏi. Giáo viên gọi là Lan là ai, Bình là ai, Oanh là ai, và gửi thông điệp để bạn đó trả lời. Thông điệp này sẽ gửi cho học sinh. Học sinh nhận thông điệp và trả lời. Được chưa? Rồi, thế là chúng ta điều khiển sang lập trình nhé. Lập trình sang cho nhân vật học sinh nhé. Học sinh sẽ nhận thông điệp là hãy trả lời, thì học sinh sẽ trả lời như sau. Đây, vào đây, chúng ta sẽ vào cái lệnh đây. Khi nhận thông điệp là hãy trả lời, đó, thì học sinh ứng với cái thứ tự là N thì mới trả lời. Đấy, không trả lời nhé. Đây này, học sinh như sau, học sinh sẽ hỏi, sẽ trả lời như sau này. Học sinh so sánh cái ID của mình, nếu nó trùng với N thì mới trả lời. Đây, if này, if nhá. Chỗ đây là khó đây. If mà cái ID là cái số tự của cái clone của mình đấy mà bằng N thì mới trả lời. Đấy. Em đây, em là Hùng đây nhé. Học sinh trả lời bằng lệnh này. Bằng cái lệnh là lệnh lúc này. Em là Bình đây. Phải nối ba cái lại. Em là Bình đây. Đấy nhé. Đây này, em là sau đó dùng cái name này, item này. Đấy. Item kéo cái ID này vào. Em là Bình đây nhá. Em là Bình đây. Đấy. Trả lời cô giáo mà. Đấy. Rồi, đưa vào đây. Đấy. Thấy không nào? Đưa vào đây. Đấy.
Đây. Học sinh trả lời, học sinh ai trả lời, không phải tất cả ai trả lời, chỉ cái người mà có cái ID bằng N mới trả lời thôi, còn người khác không trả lời. Như vậy điều khiển đúng. Vậy giáo viên hỏi đúng cái người đó trả lời. Nhé. Đây ta chạy cho bạn xem này, đây. Bắt đầu này, bấm space này. Rồi bắt đầu hỏi nhá. Quang là ai? Đây, em là Quang đây. Anh là ai? Em là Oanh đây. Thành công nào? Quang là ai? Lại là Quang đây. Em là Quang đây. Lan là ai? Em là Lan đây. Đấy. Bình là ai? Đấy. Được chưa? Mọi người thấy không nào? Đấy, nhưng mà chúng ta thấy là nhưng mà chúng ta đã làm một cái chương trình tương đối hoàn chỉnh, nhưng mà nó đơn giản thôi, nhưng mà rất quan trọng. Đây là cái bài mà nó là một cái tổng hợp, mà tức là chúng ta có thể lập trình, đáng lẽ lập trình cho 5 bạn thì rất là dễ, các bạn có lập tạo ra 5 học sinh rất là dễ, trả lời rất dễ. Nhưng đây là khác, là chỉ có một học sinh thôi mà tạo ra 5 clone. Thì đây là cái bài rất sâu về kỹ thuật clone rồi đấy các bạn. Từ bài như vậy, từ bài này các bạn học sâu rồi thì đến các buổi sau thì tôi sẽ ra những cái bài tập mà chúng ta sẽ cùng nhau làm những cái chương trình nó hay hơn, nó ý nghĩa hơn nhé. Đây là bài cuối cùng, đây là cái bài mà giáo viên, đây là bài số 9, bài số 9, giáo viên hỏi, học sinh trả lời. Và chúng ta chú ý đây là mỗi học sinh làm một clone, chứ không chỉ cần chúng ta chỉ có một cái nhân vật thôi. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Mà này, các đứa tôi sẽ gửi lên nhóm cho các bạn xem nhé, và các bạn vào nhà xem kỹ lại những cái bài này nhé. Các bạn có thấy khó không ạ? À? Có thấy khó không? Khó đấy. Khó thì. Có khó không? Hơi khó thôi ạ. Nào thầy. Khó đấy nhé. Bài này là theo tôi là rất là khó đấy. Nào thầy ạ. Chào các bạn nhé. Chào thầy. Chào thầy. Chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Chào thầy ạ.